Đây là màn trình diễn ớn lạnh nhất thế giới. Anh ấy đã luyện tập rất nhiều năm các bạn, tuyệt đối không được làm theo. Đầu tiên, anh ấy uốn éo và bẻ ngón tay như không có xương vậy. Sau đó, anh ta chơi đùa với ngọn lửa và nuốt luôn nó vào. Trong miệng nguy hiểm hơn, anh đã đốt lửa quanh cơ thể như không hề ấn gì. Tiếp đó anh tiến đến khu vực ban giám khảo, lấy ra một con dao thái và nhét nó vào lỗ mũi. Coi tới đây, tôi nổi gai ốc không dám nhìn luôn các bạn ạ. Cuối cùng anh vén ra một chiếc đao cực kỳ sắc bén, chỉ cần đưa nhẹ của dưa leo tới đâu là đứt tới đó. Sau đó anh đưa miệng vào thanh đao và người trợ diễn đã đem ra một viên vải đặt lên lưng anh ấy. Sau đó ông MC lực lưỡng mang một chiếc búa tạ ra và... Tình huống này khiến cho toàn bộ ban giám khảo và trường quay ông đầu không dám nhìn vì sợ hãi. May mắn anh ta đã không xảy ra sự cố gì. Bạn nghĩ sao về màn trình diễn này?